Chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Cộng đồng Xe Việt. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thông tin và cập nhật giá bán mới nhất về dòng xe tải van SRM, một trong những dòng xe van có giá bán rẻ nhất hiện nay. Thì nói về thương hiệu SRM, thì tên đầy đủ của thương hiệu này là Shinrei Moto, một hãng xe có tiếng ở thị trường Trung Quốc. Tiền thân của xe tải SRM tại Việt Nam chính là thương hiệu Dongben, với sản phẩm xe van quen thuộc là Dongben X30. Đã xuất hiện trên đường phố Việt Nam từ những năm 2010. Và vài năm trở lại đây thì Dongben Việt Nam đã được sát nhập vào tập đoàn Shinrei và đổi tên thành SRM như ngày hôm nay. Hiện tại SRM có hai dòng xe tải van, đó là SRM X30i và SRM 868. Trong video ngày hôm nay, em sẽ chỉ điểm qua một vài thông số kỹ thuật của xe và sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào báo giá nha anh em. Vậy anh em nào cần tìm hiểu chi tiết về từng dòng xe thì hãy bấm đăng ký kênh, em sẽ cập nhật trong các video sắp tới nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua về dòng xe van SRM X30i. Đây hiện tại là phiên bản nâng cấp mới nhất của xe tải van X30 trước đây, với cái hàng loạt thay đổi. Xe tải van SRM X30i vẫn có hai phiên bản là 2 chỗ ngồi và 5 chỗ ngồi. Về ngoại thất, điểm nhận diện đặc biệt của dòng xe tải van này chính là chiếc mặt nạ ca lăng, hơi giống với thiết kế của các dòng xe BMW. Đuôi xe thì được thiết kế dạng vuông, giúp tăng thể tích khoang hàng phía trong. SRM X30i trang bị 4 cửa hông và 1 cửa phía sau, dễ dàng lên xuống hàng hóa. Về nội thất xe thì xe được trang bị khá đầy đủ các option với kính chỉnh điện, vô lăng trợ lực điện, điều hòa 2 chiều, màn hình Android giải trí đa phương tiện và có kết hợp với camera lùi sẵn theo xe luôn. Ghế thì đã được bọc da sẵn cho anh em và nhìn các đường may cũng rất là sang trọng, không thua kém gì các cái dòng xe du lịch hạng A. Và về động cơ và khung gầm, SRM X30i trang bị động cơ phun xăng điện tử với dung tích máy 1.5 lít, sản sinh công suất 80 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu hãng công bố là 6.5 lít trên 100 km. Phanh của xe thì được sử dụng phanh tang trống trợ lực dầu và được trang bị ABS, một chức năng rất là đáng tiền trên cái dòng xe tải van giá rẻ này. Về thùng hàng thì anh em có thể quan sát trên màn hình, long thùng sẽ được lót sẵn một tấm kim loại dập lá me và có vách ngăn giữa khoang hàng và khoang cabin. Về kích thước long thùng, đối với phiên bản 2 chỗ ngồi, SRM X30 có thùng dài lọt lòng 2m25, rộng 1m48 và cao 1m28. Tải trọng cho phép ở phiên bản này đạt 945 kg. Với phiên bản 5 chỗ, xe có kích thước lọt lòng thùng dài 1m40, rộng 1m48 và cao 1m28. Và ở phiên bản này, xe có tải trọng cho phép là 745 kg. Và tiếp theo là dòng xe tải van SRM 868. Và đây là phiên bản nâng cấp hơn so với xe tải van SRM X30i về mọi mặt. Thì xe vẫn có hai phiên bản thùng để anh em lựa chọn, đó chính là phiên bản 2 chỗ ngồi và phiên bản 5 chỗ ngồi. SRM 868 có kích thước khá lớn với chiều dài tổng thể lên tới 4m5, rộng 1m695 và cao 1m930. Về ngoại thất, SRM 868 có thiết kế hiện đại với các đường nét thiết kế mạnh mẽ. Và nổi bật ở đầu xe đó chính là cụm đèn với hai bóng pha cốt độc lập mang phong cách thể thao. Đèn bao rẽ được tích hợp trên gương chiếu hậu, tăng độ an toàn cũng như là thẩm mỹ cho xe. Và cũng giống như đàn anh X30, SRM 868 được thiết kế 4 cửa hông và 1 cửa sau. Về phần sau của xe thì anh em cũng có thể quan sát kỹ ở trên màn hình. Phía sau vẫn được thiết kế theo dạng vuông vức, đó, giúp tăng cái thể tích thùng hàng. Về nội thất, xe được trang bị đầy đủ các option như kính chỉnh điện, vô lăng trợ lực điện, điều hòa 2 chiều, màn hình Android giải trí kết hợp camera lùi. Ghế thì được bọc da êm ái với dạng da khâu quả trám, đẹp mắt, sang trọng. Và để đánh giá khách quan thì anh em có thể quan sát trên màn hình. Anh em có đồng ý với em rằng nội thất của SRM 868 không thua kém gì so với các cái dòng sedan hạng A đúng không ạ? Và với phiên bản 5 chỗ ngồi này thì hàng ghế sau của SRM 868 tương đối rộng rãi. Đó, ghế cũng được bọc da, duy nhất chỉ có một điểm trừ, đó là độ tựa của lưng ghế là hơi đứng.
Về động cơ thì SRM868 được trang bị động cơ 1.6 lít kết hợp turbo tăng áp, sản sinh công suất 120 mã lực. Xe thì đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nên cho cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 6.5 lít trên 100 km. Và điểm nổi bật của dòng xe này đó chính là hệ thống phanh được trang bị phanh ABS, an toàn hơn so với các cái dòng xe trong cùng phân khúc ha. Còn về thùng xe, đối với phiên bản 2 chỗ ngồi, xe có kích thước là lòng thùng dài 2m5, rộng 1m39 và cao 1m32, với mức tải trọng cho phép là 868 kg, giống như tên của xe. Và phiên bản 5 chỗ ngồi thì xe có thùng hàng nhỏ hơn, với chiều dài lọt lòng thùng đạt 1m545, chiều rộng là 1m43 và chiều cao là 1m24. Và với phiên bản này thì xe có tải trọng là 760 kg. Có thể thấy kích thước thùng hàng của SRM868 thuộc top rộng nhất trong các cái dòng xe tải van có tầm giá khoảng 300 triệu đồng hiện nay nha anh em. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần báo giá của xe. Xe tải van SRMX30i với phiên bản 2 chỗ ngồi sẽ có giá bán là 241 triệu đồng. Với dòng xe này thì anh em cần trả trước khoảng 60 triệu cộng với 10 triệu chi phí ra biển số. Cái này em áp dụng cho khu vực quanh Sài Gòn ha. Tổng trả trước anh em cần trả khoảng 70 triệu đồng. Và dòng xe này thì ngân hàng cho chúng ta vay tối đa 6 năm. Tiền gốc chia đều hàng tháng sẽ là 2,4 triệu. Tiền lãi tháng đầu tiên sẽ rơi vào khoảng 1,2 triệu đồng. Và lãi sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Với phiên bản 5 chỗ ngồi thì xe có mức giá niêm yết là 275 triệu đồng. Và số tiền anh em cần chuẩn bị ở trước là 65 triệu tiền xe cộng 10 triệu tiền giấy tờ, tổng sẽ là 75 triệu đồng. Và ngân hàng cũng sẽ cho anh em vay là 6 năm. Số tiền gốc chia đều hàng tháng sẽ là 2 triệu 9 và tiền lãi tháng đầu tiên sẽ là 1 triệu rưỡi và tiền lãi cũng sẽ giảm dần theo dư nợ gốc anh em ha. Với dòng xe SRM868 thì phiên bản 2 chỗ ngồi sẽ có giá bán niêm yết là 285 triệu đồng. Nó ngang ngang với cái phiên bản 5 chỗ ngồi của dòng xe X30i ha. Nên là cái số tiền trả trước và phần lãi nó cũng sẽ gần tương đương như dòng X30i 5 chỗ ngồi em vừa nêu ở trên. Thì anh em có thể tua lại video một xíu để chúng ta tham khảo nếu không nhớ ha. Còn với phiên bản 5 chỗ ngồi, xe có giá niêm yết là 323 triệu đồng. Số tiền anh em cần trả trước là 80 triệu tiền xe cộng với 15 triệu tiền ra biển số. Thì cái tiền ra biển này em cũng tính là ở khu vực loanh quanh Sài Gòn ha. Và tổng chi phí sẽ vào khoảng là 95 triệu đồng. Và xe này thì ngân hàng cũng cho anh em chúng ta vay tối đa là 6 năm. Số tiền gốc chia đều hàng tháng thì anh em sẽ phải trả là 3,3 triệu. Tiền lãi tháng đầu tiên sẽ rơi vào khoảng 1,8 triệu. Và lãi cũng sẽ giảm dần theo dư nợ gốc anh em ha. Đối với thủ tục vay vốn thì bên em cực kỳ đơn giản. Anh em nào chưa có gia đình thì chỉ cần căn cước công dân và giấy chứng nhận độc thân. Và anh em nào có gia đình rồi thì căn cước công dân hai vợ chồng cộng giấy đăng ký kết hôn ha. Và nếu mà anh em từng dính nợ xấu thì anh em cố gắng vay mượn tiền mặt bên ngoài chúng ta mua ha. Và lưu ý quan trọng cho anh em nữa nè. Trên đây là báo giá vào thời điểm đầu tháng 4 năm 2024. Và giá thì em đã trừ cái khuyến mãi của nhà máy rồi ha. Nhưng mà chưa áp dụng các cái ưu đãi cho anh em liên hệ từ kênh YouTube ha. Nên anh em có ý định chốt xe trong tháng này, hãy liên hệ qua hotline em để trên màn hình hoặc là nhắn tin qua Zalo ha, để nhận thêm nhiều cái phần quà hấp dẫn cho anh em. Và anh em nào đang cần tham khảo thêm giá thì hãy đăng ký kênh ha. Mỗi tháng em sẽ lên một video báo giá cho anh em tiện theo dõi. Và YouTube thì sẽ ưu tiên cho những video có nhiều like và chia sẻ. Nên anh em có thể ủng hộ thằng em bằng một nút like và nút chia sẻ kênh nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.